trước thử thách, kiên cường đối mặt, cất bước, lên tiếng, tìm kiếm câu trả lời cho tương lai chưa được hé mở. Kết tinh tại BUV, trái tim nhiệt huyết và tinh thần hiếu kỳ từ di sản giáo dục Anh quốc, khao khát tri thức trọn đời, đam mê đổi mới sáng tạo, đánh thức trái tim bản lĩnh. Trường Đại học Anh quốc Việt Nam BUV, chữ danh giáo dục Anh quốc, tâm bản lĩnh, trí tinh anh.